Rồi. Rồi, chào tất cả các tình yêu nhá. Chào tất cả các anh chị em nhá. Đứng bên cạnh đây là Anna nhá. Đây hai vợ chồng lên live. Đây Hoàng Dung về tạ lễ cho các cụ đại diện. Mình ở bên Anna lên đây để giao lưu anh em trên này. Năm hết Tết đến gần nơi rồi. Anh em ai có nhu cầu xe cộ thứ gì liên quan xe cộ anh em ủng hộ cho mình cái nhá. Ai có nhu cầu đổi xe, mua xe, bán xe thì đến bên mình giao lưu nhá. Đại là đây, những chiếc xe 81 hơn 70 nó vẫn có một cái gì đấy mà nó như những tác phẩm nghệ thuật đấy, đi cùng năm tháng, dành cho người cổ nhá, những người chơi đồ cổ, những người sống lâu năm. Những chiếc xe Bayc này, Bayc này vừa mới mua về nhá, vừa mới lấy mua nhá. Xong nhá, bán ra 2-3 triệu thôi, đời 2002. Những chiếc Way Black Future Nail ạ. Future Nail đời mới. Đời mới. Đấy, xa những con 2023 đây, hiện tại là mình mới Way A này 2023 nhá. Đây ra ít xe rồi, không dần dần, gấp dần dần. Ra xa những anh và em một số xe ở đằng sau đây ạ. Thương lượng đàm phán những chiếc xe SH More. Đấy, còn bên kia đang một chiếc xe biển 21 2022, anh em đang thống nhất đang giả 2020 anh ạ. 2020 đang giả đang trả bán ý là 21 triệu. Đang giả 21 triệu, 21 rưỡi rồi. Anh em đang chốt là 22 triệu. Đấy. Đấy, Hoàng Thiệp đang đàm phán. Đấy. Còn một số xe là NVX. Số xe là bên trên này. SH rất nhiều nhá, phục vụ để anh em trong trong dịp Tết để anh em đi chơi xuân. Ồ, cứ giải quyết ông này giá nó rẻ rẻ thôi, nó bằng con giò đấy chứ mà. À, em giới thiệu luôn xe này nhá. Future Nail 2018 màu đen sần anh em ạ. Cộng đồng mạng anh em chia sẻ bài cho mình cái. Đấy. 29V1 58559. Đấy. 2018 màu đen sần ạ. Xe biển Hà Nội anh em nhá, 29V1. Đây ông quay một vòng xe. Đây là xe đời mới FI rồi anh em nhá. Full chờ. Bản này bản đen sần, bản đắt đây nhá. Sao rẻ nhỉ? 2018. Bản này bản đăng ký tháng 1 2019. Con này có 18 triệu 200 anh em ạ. Rẻ nhỉ? Bằng con Future, bằng con bằng tiền con Way ạ. Way ZX. Rẻ thế nhỉ? Anh em đại ca nào thợ thuyền nào vào đây, mình thấy nó rẻ quá rồi. Đây, chế FI đây, bình xăng điện. Bản phun điện tử nhá, bản đắt nhất mới tinh lần đầu thời điểm đắt nhất là 39 triệu. 18 triệu 200. Bán ra 18.2 hả? Cho anh một chiếc Future, rẻ thế trời. Ôi, bán pha ra có 18.2. Đèn led nhá, đèn led nhá. Sơn zin, máy zin. Anh em miền Nam đâu ăn con này được rồi. Sau chơi Tuấn ơi. Ơi. Xong chưa? Đây rồi. Đây. Bây giờ sao rồi? Chốt bao nhiêu? 25 em bán luôn. Sao bỏ 22 triệu mà? 25 em bán luôn. Anh bảo này. Đâu phải đi tham khảo. Chính chủ tên em đúng không? Chính chủ tên mẹ em. Tên mẹ. Liên hệ được với mẹ không em? Được chứ. Mẹ bảo em bán. Thì thỉnh thoảng có xem anh Kiên. Thỉnh thoảng có xem anh Kiên trên mạng. Có. Xem phát đến đây luôn. Bắt tay cái. Cứ phải bắt tay cái anh em giao lưu. Bên tay đang làm live trực tuyến, anh em có thể chào anh em trên này đi. Ừ, cái này. Ừ. Mình có xe mình bán mà. Không, anh đang mua đây, anh đang mua, anh giới thiệu luôn trực tuyến bởi vì cái xe của em giá cả nó hơi căng. Anh muốn là có ai trên này nếu mà nhạy ý muốn nhu cầu mua thì để anh cũng mua luôn của em luôn mà. Đấy. Em tên gì ấy? Thôi. Em không ngại nhưng mà thực sự em không muốn lên sóng luôn. Rồi, ok, thế ông quay con cái xe. Em số xe để anh quay, anh có thể anh em trực tuyến xe chính chủ tên mẹ em. Đây, em nó đang bán 22 triệu 500, em nó biển nó, em đến từ Yên Bái. Đây ông quay con vòng đây. Bình tĩnh, bảo thiệp khoan. Đây một vòng đây. Đi km được bao km rồi không em? Em không rõ. À, em không rõ, anh thử xem. Em không rõ. Xem lại anh kia. Nó còn chơi nhau 1 triệu nữa đúng không Tuấn? Đấy xem nào, anh em nó hơi bị ban căng một tí. 3.2 à? Ừ, 1.3. Là chim. 1.3. Đi có vấn đề không em, xe đi có ngon lành không?
Xe ok mà anh xem đi mà. Em đi toàn đi trên Hà Nội này thôi đấy. Chưa bao giờ trục trặc. Uống chưa bao giờ. Xe nguyên zin chưa tháo lắp. Xăng uống xăng không, đi rất là tiết kiệm xăng luôn. À, tiết kiệm khoảng bao lít trên 100 nếu như theo em đi. Em không đo được, em không phải thở. Ừ. Nhưng mà em theo em cảm thấy thì nó chỉ đi hơn con quay không nhiều. Không nhiều. Ít thôi. Nhưng mà lý do sao em bán làm gì đang ngon Tết nhất thôi. Em cần nói chung là có việc thì nên mới bán. Chứ không bán làm gì. Có bán mua ô tô không? Thôi anh bảo nhá, thôi chương trình này nhá, lùi đi 500 cho các anh trên này, anh đại diện cho họ nhà trai nhá, là 22 triệu, được chưa? Giao lưu chưa? Nhá, okay. Anh em cho thoải mái, bây giờ nó đang căng thẳng này thôi anh nhá, em vào viết giấy bán nhá. Rồi em vào viết giấy bán nhá, em vào viết giấy bán. Điện thoại liên hệ được với mẹ nhá. Bản 2020 nhá. Đang đi làm. Nói chung là mẹ là có hộ khẩu thứ đầy đủ nhá. Đầy đủ ấy. Ừ, đầy đủ nhá. Thì em vào nhà đi. Vì về bà bảo, lại bà bảo mẹ, nếu con cái này, chơi bời này, chết. Em vào đây. Chị đủ cho em. Ừ. Chưa bắt kia một cái, ông quay vòng nhanh cho con nữa cái. 22.500.000 cho một chiếc NVX 155. NVX 155 ABS. Con này mới thì mới em mua phải 4 mấy triệu ấy nhỉ? Mua 60 triệu. Mua 60 triệu con xe. Mẹ mua con bố con SH thì ôi nó với ít thì bán 2 triệu. Chốt cho em ý là 22 triệu nhá. Đấy. Nói chung là anh em nó cũng tại một con trăm đen rồi Hoàng Thái Kiên đúng rồi. Nói chung là đấy một đầu với, bây giờ mới hãng Vân Băng bán 52 triệu nha. Thời điểm cao nhất là bán 58 triệu con xe này. Đăng ký nó vào hơn 60 chính xác. Bây giờ là nó bán 22 triệu. Chạy 1.3 vạn nhé anh em nhé. Đấy là cứ bảo 3 vạn mấy như đây. Ô đô quay con ô đô nó có 1.3 vạn này. Lốp lắp còn gì theo chưa? Xe của nó thì chấm hết rồi. Xe này đồ còn tươi nhé. Con chấm đen rất là to, sáng sớm này đã lạc vào ao của Hoàng Kiên. Đây, vỏ yên ghế lái rất đẹp nha anh em nhé. Ghế lái rất đẹp. Đầy đủ nha, xe trực tuyến chính chủ đấy. Đây này, một chìa khóa phụ đây, đầy đủ nhá. Anh em cũng chưa đồng ý bán đâu, đang giả đấy, là giả 21.5 không bán. Rẻ quá, quá rẻ. Dán kín ni lông này anh em này, dán kín ni lông ấy. Thôi tinh thần này, trồng anh em 2.5 triệu. Đấy anh em ạ, xe nó dán ni lông nhá, xe này ai có thể mua về trồng tuyến mua đi rất tốt, không vấn đề cả đâu. Anh em cảnh nứt vỡ bán rồi, Tết nhất nơi rồi. Xe rất đẹp nha, 1.3 vạn lốp còn dày này anh em này. Máy ngon, không có một lỗi đâu. Cam kết xe này đi vài năm không hỏng, dòng này nó sẽ chạy phải 80.000 km hỏng. 22 triệu cộng 2.5 triệu nha anh em. Ông em này sao rồi, ông em ờ 1956 chính chủ tên em đúng không? Chính chủ à, tên mẹ không à, không chị nói chị không cho bạn này có thể bạn em ơi không liền tên tưởng cô đúng không? Thế cô đồng ý bán là ai chưa? Mẹ em thì có gì bằng tuổi anh ấy. Thế là có nghĩa là bạn bè đồng niên. Thế mẹ em là ấy à? Mẹ em cũng đồng ý bán nhá. Cái thứ ok. Đi này cao quá đúng không? Đổi Vision. Ừ. Xe nhà đi à? Không quan trọng đâu, mua đi. Thế thì có vấn đề gì không em, đi cao quá mà đổi Vision đi thôi đúng không? Ừ. Có vấn đề gì không? Em cảm thấy xe có vấn đề gì không? Đi đã ngã lần nào chưa, đổ lần nào chưa? Chưa ngã mà em chỉ có mỗi đi chợ thôi mà, có đâu. Đầy đủ gương em nhé, gương chìa khóa của anh cả đôi. Có, mẹ em đang để ở quê. Ôi. Hôm nào em ship lên sao? Ừ. Mai kia về. Anh phải giữ tiền đấy em nhé. Dạ. Trừ tiền bao giờ em gửi lên thì sao? Gửi cho anh giữ, anh giữ thì thường anh giữ 1 triệu. Vâng. Bởi vì mất 700-800 thôi mới giữ anh 1 triệu. Vâng. Ok, thôi chốt cho em nhá, chốt cho em 56 triệu. Ok, cảm ơn em nhá. Em cứ gửi cho em nhắn qua Zalo, xong anh chuyển khoản Zalo em. Gửi cho anh đôi gương cái thứ nhá. Gương với cả một khoán. 56 triệu. Chốt cho cô bé 56 triệu xe chính chủ tên mẹ bạn nhá. Đợt này hôm nay từ sáng giờ có duyên mua 2 xe là toàn xe mẹ nhá. Bán của nhà đi bán ngại quá, xe cộ này chết rồi. Đánh em phẩm Tết nhất nơi rồi, anh em nó khoai lắm. SH1 2022 nhá anh em nhá, 56 triệu. Cảnh nứt vỡ anh em ạ, Tết nhất đến nơi rồi. Anh em ạ, đây này, 7.000 cây em nhá.
Bản ABS thời điểm đắt nhất là bán 79 triệu. Thời điểm xe này bản 2022 nhá, thời điểm 2022 thời điểm đắt nhất là bạn nên mua 79 triệu thấy tâm sự. 79 triệu. Chưa đăng ký, hầm 9 ra biển Hà Nội nữa, 7 triệu rưỡi nữa. Còn bao nhiêu nó tổng 86 triệu mà, đáng bao nhiêu mới tinh có 86 triệu mà. Cả đăng ký mà rẻ lắm. Nó ít mà. Mua là 56 triệu, ABS bản đắt nhất của dòng S21 anh em, bản đắt nhất là bản cá tính anh em nhỉ. Yên ơi, yên vá này, toàn bộ này, củ phanh đen này, bản sport. Bản đắt nhất. Mới đi có 7.000 cây không một lỗi nhỏ. Chết dở, thiết nhất anh em bán chắc này. Đợt này anh em ra chợ này bán nhiều lắm. Tầm giáp Tết rồi anh em nó cấu mọi người rồi. Mà nó đốt vào nóng lắm, nhiều nóng không. Cần thanh toán. Đúng, chuyển khoản cần thanh toán. 2022 56 triệu. Lên cho anh em 3 triệu nhá, nếu anh em nào có nhu cầu. Đấy, nói chung là phải à, cảnh thôi anh em. 56 cộng 3 chợ anh em. Chợ búa Thăng Long kẻ chợ đấy. 79 triệu cộng mới đấy. 7 triệu rưỡi thì đăng ký. Thời điểm đắt nhất anh em ạ. Nói chung là chả có gì, nói chung là được cái anh em miễn ích nó liên quan đến nhà cửa đất đai nó cũng rất nhiều. Anh em đất đất đai nhiều. Tất cả là đất nó chịu hết, không có vấn đề đâu. Anh em đừng có thấy thế mà sốt ruột. Tất cả là đất nó chịu hết. Đây dành cho anh em hoài cổ Nguyên thu, chiếc xe Pacy. Lấy tiền tiêu. Thôi mình nói nhỏ trong anh em đang nghe. Đấy. Lê Xuân Vượng ngày nào cũng xem like của Hoàng Kiên thích khó. Lắm. Rồi cảm ơn Lê Xuân Vượng nhá. Cho em xin. Ok, mình 27 năm trong nghề buôn bán và kinh doanh xe máy và buôn bán nhà đất ô tô nhá. Mình một trong những cái là mình cái ngành buôn bán này đúng nghề của mình luôn. Nam Lê Thanh hai chấm đen lạc vào ao rồi. Hai chấm đen nhà đất cũng thế thôi nhá, mình bán rồi như vánh đâu thắng đấy nhá. Sáng ra bắt được hai con chấm đen. Con Pacy này đây vừa bắt được con đây con này cũng vừa bắt được này. Đấy xa xa kia bắt được mấy anh Ấn Độ cũng đang đến bán đấy. Bán à? Bán ở đâu ra ngó này? Bắt nốt con này. Bán lại à? Ừ. Hello. Okay. From India. India. Ấn Độ. Đâu nhanh vậy nè? Anh biết để cho không... anh em chuyện cho cho anh em trên này đi không chú trò tiếng Anh nhớ tít nhà này để đằng tiếng Việt đang thừa anh em có tí tiếng Anh đây em không biết sao nó nói chuyện nhau anh em bảo anh các bạn ấy chào anh em trên này cái đây xin chào anh chào mọi người chào Việt Nam chào Việt Nam anh định giá đến Indo nhá thế hỏi xem cô gái Việt Nam những cô gái Việt Nam có đẹp không. Cô gái đẹp, cô gái Việt Nam rất xinh. Rất xinh. Very 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 beautiful. Very beautiful. Yeah. Yeah. Cảm ơn nhá. Thank yeah, you. Yeah, yeah, thank you. Thank you. What are you? Ajay. 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 Tình hình bạn ấy cũng đang cần tiền. Đấy, năm ngoái đầu tháng 1 năm 2023 là mua này đây mình là bán cho bạn ấy là 27. Giờ bán lý cần tiền quan năm muốn bán lại 19. 19 rồi. 2022. Tổng không được. Và trước mua bán bao nhiêu? 27. Đầu năm. Đầu năm. Đầu năm này. Đây để đấy thôi. Chấp nhận thôi. Không ơi 18 đi. Không 18 nhiều lần nói rồi. Bây giờ quay lại again mà. Ừ. Trước mấy ngày trước đến ở đây mà. Anh nói 18 mà. Cái đội này thì các bạn ấy mua xe ở đây rất nhiều rồi. Anh Tabi nhiều lần mua ở đây, bán ở đây. Đã biết hết mà. Anh trước mua để nói là ok quay lại ở đây bán ở đây. Bây giờ nói giá rẻ tay sau. Phụ nữ Việt Nam rất là đẹp. Nhưng mà ngày nói xấu nói trước là khác, bây giờ là khác. Đây là không tốt. Không. Trước là mua, mình nói khác nhau. Nhưng bây giờ bán mới nói khác nhau. Thế bây giờ là bán bao nhiêu? Nói rồi, nói nhiều lần à? Không nhiều, không nhiều à? Người Việt Nam họ không thích, người nước ngoài họ không thích mặc cả nhiều đúng không? Không nói nhiều. Không nói nhiều. Không nói nhiều, nói một lần thôi. Phụ nữ Việt Nam rất đẹp đúng không? Đẹp. Đã yêu cô nào ở bên Việt Nam chưa? Có người yêu rồi. Có người yêu Việt Nam chưa? Rồi. Rồi, mấy em? Mấy cô? Một thôi. Bạn này. Chưa có. Girlfriend, Vietnam girlfriend. Chưa có. Phụ nữ Việt Nam. Cái đó mới. Mới Việt Nam. Smile. Ok. Em chào anh em trên này đi. Ok, chốt. Chào anh nhá. Xin chào mọi người nhá. Chốt 19 triệu. Ok, chốt anh nhá. Vâng đi. Nhá, vâng em nhá. Vào viết giấy bán đi. Ok.
Bạn ấy bảo phụ nữ Việt Nam rất là đẹp, rất là xinh. Và thích nói chuẩn hơn, không thích nói hai lời. Đúng rồi, mình già là kiểu Thăng Long kẻ chợ bao giờ hơi vần tí, nhưng mà người nước ngoài họ không thích. Đây. Ok, cho con này đi, viết giấy đi, mua là Zanus 2022. Một con chấm đen Zanus. Này màu ghi xám sần nha anh em nhá, 2022 đấy. Em ơi, cho vào viết giấy bán đi. 22 luôn. Tốt đâu, very good, engine very good. Yeah, this motorbike very good. Very good. And okay, he always always take care very much. Mm. And he now he go India. Mm. And he need money. Mm. That's why I need to sell for him. Not this bike, not my. I sell for my friend. Turkey. Ở bán đâu, để đâu? À đây rồi, thì ok. Đây rồi. Ờ ok. Nhiều, rất nhiều. 19 triệu 2022 cộng em 2 triệu nhá. Em quay vào luôn. 19 triệu cộng 2 nhá anh em nhá. Biển số 22. Nguyễn Tu Ấn Độ này tinh hơn cả người bản địa đúng rồi. Biển số 22F138233 nhé. Công tác làm việc tại ngoài Hà Nội mình toàn đến đây mua xe mà. Bạn toàn bộ các nước ngoài toàn đến đây bay sân bay Nội Bài phát là về đây mua xe rất nhiều. Đấy bản Limited nhé, bản đắt đấy anh em nhé. 2022 cộng với em 2 triệu. Đấy. Khó xương xe anh em nhé. Giá rẻ quá nhỉ, con này bản Limited. Mình nhìn mặt trên những bản Limited rẻ quá, giá này thì quá rẻ này, bản Limited thì nó đắt này. Yên này, nhìn yên đẹp không? Rẻ quá. Thời điểm trước mình bán là hai mấy triệu cho anh em đấy. Nhưng thôi anh em nó đi được 1.800 cây. À vạn 8. Phương Yến Nguyễn chốt giá bao nhiêu? Phương Yến Nguyễn trả hỏi SH1 là 56 triệu cộng 3 nhá. Đây em đủ hết. Mà xe trước mình bán ra nhá, chất lượng đảm bảo. NVX là 22 đây này, triệu. Cái tem của mình bán ra, cái tem của Hoàng Kiên vẫn còn này. Ngày xưa mình bên mình bán ra đấy. Đây con là xe là nguyên bản hết từ đầu luôn. Thua các anh em nó đến từ Tuyên Quang thôi. Chìa khóa Smart Key nhá. Bản Limited là bản đắt nhất của cái dòng xe này. Đây đây. Ông ơi. Đây. Đẹp mới lắm. Có xước sát nhá, về anh em chưa có bao dọn đâu. Anh em nếu có nhu cầu dọn mất sơn lại mất mấy trăm. Xe này xe đô thị ở Việt ở Hà Nội thì nó hơi tắc. Có xước sát phải tỉa sơn hai bên này mới đẹp được ạ. Đây ạ. Một chút rè, móm rè nữa. Ừ. Máy ngon, nó không vấn đề gì. Ờ có con lít vừa anh vừa giới thiệu. Trong nhà còn nhiều anh ạ. Con lít vừa mua. Anh cho tắt con lít vừa mua cái. Vừa mua con lít này là 29.800.000. Cộng em 2 triệu nhá em tắt đây. Bản này không 20. Này cộng 2 triệu. 19 cộng 2 triệu. 19 cộng 2 ạ. Anh em nhớ anh em chia sẻ cho phát nào. Chiếc lít này vừa mua 29 triệu 800 nhá. Xưởng may Hà Anh có nhá. Xưởng may Hà Anh ơi. Biển Cầu Giấy nhá. 29B188337 này. Làm cái gì có 6.000 cây à. Xe cộ mới tinh. Toàn cảnh anh em Tết nhất nứt vỡ bán nha anh em, cảnh nứt vỡ tầm cuối năm rồi giờ anh em nó cũng tầm này nó khát nước lắm rồi. Đây mình vừa cho quân bóc với lâu nhá, nó vừa bóc lại vừa mua về nó bóc mất đi đâu của mình. Đây là km này vừa mua xong này, 5.800. Xe ra anh em mệnh hỏa mệnh thổ. Xong rồi. 5.800 km nhá, biển số đẹp cho anh em này. 2 chưa có bao dọn anh em nhá. 8 3 con 7 luôn nhá, biển Tam Hoa 7 nhá. 5.800 cây, mua là 29.800.000 cộng em 2 triệu. Nói chung là mỗi anh em cũng phải đóng góp cho tí anh em mình quân quyền đâu. Ông quay hết rồi cho con mở yên. Dành đẹp cho không? Anh em mệnh thổ mệnh hỏa nhá, 298 cộng 2 anh em nhá. Đây, anh em nó về thợ nhà mình nó bóc bao giờ anh em nó bóc ra nhá, xong nó đánh xi này. Làm cái công đoạn đâu sao đây này. Xe gốc bao giờ xe đô thị nó sẽ xước này anh em này. Anh em nhớ xe máy nhớ về dán ni lông nhá, đừng lười. Đấy lâu mỗi năm anh em bóc ra dán một lần mất 400 tiền dán nhá, rất là bền xe. Ô tô thì không nên dán. Ô tô không nên dán ni lông, nhưng riêng xe máy anh em nên dán bởi vì xe để trong các khu chung cư. Anh em xe đô thị nên dán nhé. Bởi vì dán những xe được dán ni lông giá bao giờ nó được cao hơn. Đấy quay con ở vào đây mở yên không ạ? Ngoài yên.
Bên đấy bao người xem? Bên này là 208 người xem. Bằng bằng nhau cân. Hiện tại là 5 anh em đang trên đường live. Tài sách này chưa sơn thế nào. Mới đi có 5.800, cháu nó có 5 tuổi thôi thì nó còn lâu mới hỏng nhá. Mà đúng cái tầm ấy, em nó êm nhất thì bán, đúng lúc ngọt nước nhất thì bán. Để nó thì thầm mùa xuân. Cái lúc nó còn nốt ra, còn sượng xe thì mình... Xe mới đi không ngon đâu đấy, em nói thật, mua xe mới về đi sượng lắm. Bởi vì nó chưa tròn máy. Lúc ngon rồi thì bán nhá. Em quay cho anh lốp. Tuần thứ 48/2020 này. Quá đẹp cho một cuộc tình. Giờ này anh em cảnh đứt vỡ bán ấy. 23 triệu cho một chiếc xe Spacey. Đầu máy 2010, đời 2001. Đây em rồi. Này là lừng danh một thời nha anh em nhá, 2001. Máy vẫn êm thút thít luôn. Xe dán 3 lớp nhá, xe này anh em về nếu mà có để nguyên thì để, mà có cứ phải dọn. Mình bán 23 triệu đây này. Nó có xước sát này, vừa mua về xong. Đây về phải thay con này, nếu mà anh em về thay sửa đầu tư khoảng 1,5 triệu nữa. Đây nhá, được cái đầu máy cao. Đời nhập khẩu nhá. Spacey. Xe dán ni lông hết. Còn này nếu mà anh em muốn dọn thì mình đầu tư thêm 1,5 triệu nữa, bên mình làm hộ cho đẹp. Đúng đời đúng biển thôi nhá, 29R đăng ký 2002, đời 2001. Spacey. Đây tay sách còn gai này. Tay sách cái thứ nó còn gai. Yên ổn nó còn được. Máy ngon. Xe dán 3 lớp nhá, nếu anh em về bóc ra là phải dán, phải tỉa sơn lại, tỉa tốt lại hết. Giá bán là 23 triệu nha anh em nhá. Dòng Spacey nó khẳng định thương hiệu rồi. Đây nghe sướng. Đạp sóc trước sau này. Đấy, mút mụt luôn. Hôm qua là mình có đàm phán nhưng mà không bán. Chủ xe nó đòi đầu tiên đòi ba mấy triệu cơ, mình chỉ bảo là 20, hơn 20 thôi. Đấy, mình bán ra 2, 23 triệu. Họ thuyền anh em về mua về dọn dẹp bán thì kiếm 1, 2 triệu. Đây. Không mở yên. Duy Quang cho em xin mấy kiểu ảnh con Jupiter đời đầu. Bạn cứ inbox nhá, có nhân viên online bên mình gửi ảnh cho bạn nhé. Xe gì? Jupiter đời đầu anh ạ. Jupiter đời đầu để bên nhà rồi, có các bạn nhân viên chăm sóc. Đừng dắt xe ra nữa em nhá, đừng dắt xe nữa, em dắt nhiều anh phạt nơi đấy. Em dắt này quá quy định rồi đấy. Ra là anh phạt đấy. Nói rồi. Bây giờ mất 500 thì em nó mới vui được. Lốp còn mới nhá. Máy êm, đấy mình test nổ máy cho anh em nghe. Con này máy chất lượng, lốp đã thay rồi anh em nhá, không phải lốp zin đâu ạ. Con này được tiếng nhưng hình như nó chưa qua anh em các pháp sư chùa dọn dẹp nên nó chưa được đẹp. Máy căng này, ga này, khít khít luôn này. Đời Oppo anh em nhá, đời Oppo to này, đời cao nhá, đời Oppo nhựa này. Ngọt lắm, dòng này chạy nó 10 năm không? Nó là hàng, nó là khẳng định thương hiệu của người Nhật rồi. Máy dòng này rất là dáng, rất là ấy nhá, anh em ngồi này. Nói chung là dáng ngồi anh em dành cho anh em nhỏ nhỏ đi phố. Ba đèn này, đẹp lắm. Để thay mỗi cái mảnh này thôi. 23 triệu chưa có bao dọn đâu anh em nhá. Đây, dòng này đi anh. Chiếc này SH em ơi, SH. Chiếc này UAA 110. Chạm rồi anh Phạm Khánh ơi, máy chạm rồi. Cơ còn máy chạm rồi nhá. Nguyên quản ra xe này thời 5 cam đi xe. Xe lít vừa rồi 29 triệu 800 cộng 2 nhá. Cộng 2 triệu. Ban công nhá. Đúng rồi. Chiếc này UAA màu đỏ 2021 nhá. Xe của anh nhá. Thời thì Hưng Bignon, thời của anh Hải Bánh nhá. Mang đi một trong những sát thủ thầm lặng. Đây một vòng đi. Ông quay một vòng ông ơi. UAA đỏ 2021, biển số 36B8-81672. Dành cho anh em mệnh thổ, mệnh hỏa nhé. Đây vừa mua. Vừa mua chứ. Xe này thì chạy rất là ít thôi ạ. Để anh like bớt con xe này đã xong em rồi con mới ra. Đừng để nó nhiều quá không giải quyết được gì. Để anh like xong em mới chuyển dồn nhá. Bắn tỉa cho con một thôi. Không biết giá con này bao nhiêu, mua bao nhiêu. Em ơi. Xe này ngon lành nhá. Không phải dọn dẹp gì đâu, em chỉ ơi, rửa qua thôi là đã đẹp rồi. Kiểm tra lại giá con này chị, xe vừa nhập về. UAA 2021 110 biển 36B8. Anh Tùng Duy. 81672.
Hàng Mộc nhá. Nhà mình được cái là không nói không với tẩy rửa nhá. Anh em nói qua đây, anh em nhìn xe của mình này. Toàn đồ nguyên bản, nói không với chất tẩy rửa nhá. Nếu anh em lưu ý, kể cả các thợ thuyền anh em trên này, đừng tẩy dầu, đừng tẩy gumo. Anh ơi, mua 12 năm anh ạ. Mua 12 năm nhá, cậu em 1,5 triệu. 12 triệu 500 cộng hạ 1,5 triệu nha anh em nhá. Tôi khuyên chân tình anh em nhá, những khách hàng hạn chế cái bóng bể quá đừng có mua. Ô tô, xe máy, xe bóng quá đừng mua. Bởi vì nó bóng quá nhá, là có nghĩa là cái chất tẩy rửa nó rất nhiều anh em ạ. Chất tẩy rửa gồm có anh em pha nước rửa chén nhá, rồi là mấy cái sumo nước tẩy toilet ấy. Vào nó tẩy ra nó hầu như nó bay, nó trắng tinh trắng nõn ấy. Đi một thời gian nó thâm hết mà cái ô tô thế thôi. Nhiều anh em mua về sau này để đi nó thâm xì, lốc máy thâm xì. Bởi vì nó là axit, tất cả cái chất tẩy rửa nó liên quan đến axit. Nếu anh em đã ai đã học hóa học thì biết. Nó liên quan đến gọi là sút ăn da, nó là axit nhẹ, axit nặng. Tất cả cái chất tẩy rửa nó đều liên quan đến axit. Đấy, chất axit mà axit nó rất là nguy hiểm đến sắt anh em ạ. Những cái lớp mạ này khuyên anh em kể cả thợ thuyền nhá, hoặc khách nhá, mua xấu xấu đừng mua đẹp. Những xe mua bóng loáng đừng có mua. Mua vào thời gian nó thâm xì, lốc máy nhìn trông mới tinh, anh em đi thời gian nó nước mưa hoặc để nó thời gian để nó thâm không giữ đâu. Mình cứ để như này nhá, mộc đẹp là đẹp mãi nhá. Thế nó như không bị phai màu hay là không bị ố hay riêng nhiều. Nhà mình thì nó cũng chia sẻ anh em là nói không với cái mùi, nói chung là cái loại sự ẩm là một, không nói không với sự ẩm nhá, nói không với ủ dầu, riêng ủ dầu không phải ủ nhá. Kim Bắc nói không với chất tẩy rửa màu xi măng. Riêng xe nhà mình nói không với cái sumo, bởi vì có gì đâu, cái nước tẩy toilet nó xịt vào thôi, ông đưa cái bàn chải ông lau phát nó bóng loáng ấy. Mà các chất tẩy rửa anh em đừng có tẩy trắng, đừng có mua, đừng có lắp vào, nó thật ra này, hại xe làm gì. Nhà mình hầu như đây nói không nói phải nói hay chứ. Xe nhà mình càng đi càng mới. Bởi vì mình cứ nguyên mình bán. Mình chỉ có nước rửa chén ấy, cái nước rửa xà phòng rửa chén, mình xà phòng ấy mình rửa phát cái mẹ trò đấy. Nhìn xe nhà mình rất xấu, nhưng mà tại sao mình vẫn bán được mà. Thế tại sao nó xấu nhưng về khách hàng lau nó đẹp. Thế nên tại sao nhiều con xe bảo mẹ xe nhìn xấu thế. Xấu nhưng nó tốt, anh em càng rửa nó càng bóng. Hạn chế tẩy rửa anh em nhá. Đấy cả ô tô anh em, kể cả trên này có rất nhiều anh em buôn ô tô. Tẩy vừa thôi anh em ạ. Nó chỉ đẹp cái lúc bán ra đút tiền vào túi thôi, nhưng mà sau này người sau nhá nó thâm hết mà. Đây anh em nói thật. Tôi mà nói thật ra để mà đây là nói chia sẻ anh em, để mà tôi mà mua xe của anh em ô tô kẻ thợ tôi không thích. Đây anh em nói thật, thợ nhà lúc anh em nó tẩy không thích. Nó cứ phải mọc mẹ lốc máy, cứ phải mẹ bụi mù sướng. Lốc máy không thua đâu, nó thâm hết mà. Cảm ơn Nguyễn Hiền bổ quả xẻ nhá. Kim Bắc S21 bản xi măng thì nhà mình không còn nhá, còn màu đen, màu ghi sần nhá, màu đây em đây, nói có sách máy có giấy tờ là hoàng anh em nhá. Đồ nhà mình không được sáng nữa anh em, nhìn này, đây này đồ đây nhá, ông quay gần cho con đi nhá. Đây là không có qua chất tẩy rửa này, đồ nó không sáng đâu em ơi. Lát cho mấy đồ thái nhá, nhanh thôi. Đây lốc máy đây anh em nhìn này, nó thâm nhá anh em, nhìn này tí nhá. Nó cứ thâm xì này, lát mình lên đấy, nhưng mà nó là mộc đây là bên này đây không bao giờ có chất tẩy rửa đây anh em. Đây nó cứ thâm này đấy, nhưng mà chải đi là sáng lắm, nhưng mình không chải đây, đây cái ố này vẫn có ố đấy. Cái đồ sân này mình chỉ có cho anh em, đây cái đồ sân mình không dùng xịt ẩm nhá, mình chỉ dùng cái luyên dầu máy ấy. Mình lau mình vuốt phát là nó mượt ngay, có gì đâu anh em. Nhiều lúc cứ làm các chất tẩy rửa đây nó hại xe đấy, anh em lưu ý nhá. Bởi vì những cái gì hại cho xe này ta đừng có dùng, bởi vì nói thôi, xe mình coi xe như xe nhà mình đây anh em này. Chỗ này của mình đánh nhá, nó cáu bẩn, thường thường có chất tẩy rửa nó sáng này. Anh em ông gần dí hẳn sát mà. Đó. Đấy anh em mọc rêu đấy. Đấy đây không? Nhưng thực sự ra anh em về mà cứ xà phòng mà lấy bàn chải mà xoa vào thì nó cũng sáng ra. Đấy. Đây là các cái chỗ này. Thỉnh thoảng mình chỉ cho có xịt sơn nhá, xịt chân trống, xịt cổ bô hoặc xịt một chút các cái gì mà cần thiết xịt về đồ sắt ấy. Nó rỉ mình xịt thôi. Chứ hầu như là mình để nguyên bản của nó. Anh em lưu ý là để cố gắng mình tạo những cái gì như kiểu phục chế đình chùa ấy. Cái sự nguyên bản nó rất là quan trọng. Đấy. Mộc mạc nhưng nó vẫn bền vững, lâu bền nha anh em nhé. Đây một chiếc xe này. Xe nhìn giống mình bình thường không đẹp nhá, nhưng mà thật sự về chủ xe càng dùng càng thích, càng đẹp. Đấy. Nhưng nếu mà anh em nó dọn nhiều quá, đầu tiên rất đẹp nhưng mà thời gian càng dùng càng xuống. Đấy. Thế nó có hai vấn đề, quan trọng là tầm nhìn. Tiếp theo đi. Tiếp theo một chiếc SH Nam nhé, 125 ABS. Bản này là bản 2020 nha anh em nhé. Chìa khóa đủ cả đôi. Ông quay một vòng nha anh em xem này, xe này mộc nhé.
75 triệu anh em nhá. Anh em chỉ còn đánh lấy bàn chải, xà phòng đánh là sạch sẽ thôi. Nhà mình nói không có chất tẩy rửa đấy anh em ấy. Ấy, máy. Đây mở yên này. 125 ABS. Đây ở trong này anh em nhá, nhìn lên đây nó cũng cáu bẩn bẩn ấy, nó cũng không phải mới đâu. Đây anh em thấy. Để lau lau đây này anh em này. Tẩy ra thì nó sáng hết, bay hết này, nó còn bụi kệ nó. Nói chung là mình nó cái gì nó nguyên bản mình để nó nguyên bản. Đầu tiên thì nó sẽ không ưa với cái người mới mua. Nhưng mà thật sự là anh em càng dùng càng ngon, càng đẹp. Bởi vì nó là một chủ từ đầu mà. Đấy. 75 triệu 125 ABS dành cho anh em mệnh thủy, mệnh mộc. Đấy anh em. Đấy. Đức nghe gì chưa? Đức Hải, đúng rồi Đức Hải ơi. Không có anh Tùng Trần ơi. Rồi ok. Một chiếc Way Black. Con này hôm vừa rồi anh này. Ê, vừa rồi anh có like rồi mà sao mày bắt anh like lại ấy? Nhắc nhở là này thôi nhá. Way Black chứ này. Hôm qua vừa like rồi. Nhắc nhở là này nhá, lần sau anh like bắt anh like mẹ 500 ấy, mất công. Thôi lên like đi. Một chiếc Way Black 2015 nha anh em nhé. Biển số 19F117826 màu đỏ đen. Ở đây trước mình có like rồi. 9 triệu 9 nhá. 9 lần triệu sau 900 nhá, em mà nhớ em phải ghi có cái. Anh nói rồi, con này mới like hôm qua. Lần sau nữa là 500 một lần ấy. Xe nào anh chưa like thì thôi. Nhà thiếu gì xe đâu mà không cho. Em lần nó nhiều này quá nhá. Nó quên. Bày đi bày lại. Đừng bao giờ cho con lên là đi lại mẹ anh. Cái nào một ấy là ghi vào A110 bản 2023. Lấy bút đi, chấm nó vào, chấm một góc vào đấy. Đấy mà phấn đi. Bản 2023 mới đắt nhá. Quay A110 2023 bản mới nhất hiện nay nhá anh em nhá. Màu vàng be này. Mua 18.100.000 cộng 1.5 triệu. Xe này thuộc về gỗ rượu Nhật bán người nhỡ nha anh em, đừng có thắc mắc làm gì nhiều. Xe này anh em vừa mua mới xong đăng ký để anh em đi thôi nhé. Biển số 29SC224302. 18 triệu 200 anh nhỉ? 18 triệu 100 rồi, 18 cộng 1.5 triệu. Cộng 1.5 triệu. Xe này bản tem nó cũng có tem như kiểu tem không dán, như tem nó buồn người chưa? Không anh ạ, đời này là tem như này đấy ạ. Anh em nhìn tem buồn người chưa? Đặng ông Honda nó cạn lại ý tưởng sao ấy. Cạn ý tưởng đấy. Trong hết bày bán đang bày bán mẫu này 700 cây. Xe dành cho anh em không hộ khẩu Hà Nội hoặc anh em công tác và làm việc tại Hà Nội cần xe đi luôn. Xe các xe này toàn bộ chính chủ nhá. 19.600.000 ạ. Biển số Hà Nội nha, 29S224302. Có đắt anh em phải thông cảm, mình mua thế rồi. Anh em đây nhìn mũi lốp này, xe này cho anh em mua xe mới nhá. Đây ông gần dí phát tịt mà. Đây. Đây. Mới nhá. Xe mới mới đi 700 cây thì anh em đi vòng Noel là bán. Đi chơi Noel đưa người yêu đi Noel phát là về bán luôn. Đấy. Anh em 700 cây quanh quanh về từ đây vào trong Thanh Hóa thôi. Đi ra là bán xe không có gì. Đơn giản. Đi. Huy Bách lên Dream Thái 29X5. Chiếc đấy mình bán rồi nhá Huy Bách ơi. Ok, lên cảm ơn Huy. Lên Dream đi anh ơi, Nguyễn Luyện. Chờ một chút nhá Nguyễn Luyện nhá. Iblade 110 màu đỏ trắng bản Sport ấy ạ. 29Z108271. Ông quay một vòng đi. Bản này bản 2011 đầu to nhá. Iblade 12 triệu 500 nhá. Trắng đỏ bản Sport. Ông quay một vòng đi ông ơi, ông quay nhanh lên. SH này, đỡ đem này. 08271. Nhà rất nhiều xe nhá, nhà chẳng có thiếu gì xe, nhà mình gần 1.000 con mà anh em cứ yên tâm xe không thiếu. Đây like này chẳng qua là nó thì ngày thì được một buổi like được 1-2 chục cái.
Cùng cốt lên gọn gàng sạch sẽ anh em nhé. Bây giờ này, bây giờ nói không. Bây giờ không có hiểu, qua xem là ông già ông bán rồi. Rồi. Ông bà bán ông đi về thì gọi lại buổi tối. Vâng. Bây giờ thôi lấy 22 triệu 500. Bán đâu, anh chào anh trên này. Chào nhau cái rồi. Anh gặp nhau chào nhau câu anh. Ok, chốt cho anh đi. Ok. Con bây giờ bán rồi nhá, bán cho anh em đẹp đẹp trai. Đây là về sân bay đấy, giả 22 triệu, giả 22 triệu 500 về triệu. Ok, không. Đây giả tiền luôn để tôi còn về đấy. Thì đấy hòa điều hành anh nhá, thì lùi đi. Bớt anh 500 rồi. Bớt anh 500. 500 về sân Tây đi. Sân Tây nó xa anh ạ. Xa, 14 sân Tây đấy. Anh ở con người. 23 triệu em bớt 500. Alo. Không còn được nhiều. Đấy, vì còn cộng ít lắm. Chứ anh về muộn nhá. Em có được bao nhiêu đâu bảo anh. Hả? Tiền ship hết bao nhiêu cứ gọi xe hỏi anh ấy. Không sao đâu, đáng bao nhiêu. Không, bảo anh em nó chở ấy mà. Về. Tiếp theo một con 81 hơi 70 này. Chiếc iBlade thì 12 triệu 500 anh em nhé. Blade 2011 đầu to. Xe có bị sao ở mõm vậy anh Kiên? À đâu, xe này không phải sao đâu, nó dán này nhau này. Nó dán này, dán nó xày thôi, không sao, nó dán mõm mà. Mõm rè dán không phải xước đâu. Sao đâu, không phải xước mình cho xử lý ngay. Một chiếc 81 81 hơi 70. Hơi 70, xe này không phải có sáng nhỉ. Không phải. 81 màu tím cát. 81 87 hơi 70 kim vàng toàn lệ. Xe này mộc mạc nhá anh em nhá. Xe mộc mạc, chưa gom đồ, chưa làm đẹp gì đâu. Nói chung hình thức cũng vừa phải. Xe dành cho các bác nào mà có chút gì đấy hoài cổ. Xe này các cụ nào mình hay ví như mình những chiếc xe sống lâu lắm, mình không cẩn thận không giữ gì. Biển số em đọc ấy. 29P1252612 anh ạ. 13 triệu nhá. Đăng ký năm 1991. 13 đấy, triệu cho một bánh chiếc nướng, bánh nướng. 8170 nhá. À vậy chị ạ. Xanh cát. Đăng like mất rồi. Chỗ nào? Nhà cây tre bán á? 15. Bán 15 tỷ nhà này á? 80 mét à? 80 mét sân vườn 15 tỷ. Ok, được rồi, để em báo. Ok, nhá. Đây, anh em giới thiệu anh em đấy là bà chị nhá. Một trong những, đây. Một trong những... đây. Chị ấy, một trong những chuyên giới thiệu cho Kiên đất đai ở khu này. Mình đi giới thiệu, mua xe mua cổ hết. Đấy. Rất đơn giản, chị đơn giản đấy, một trong những môi giới bất động sản đấy. Đây, chị bà chị này, ui giời ơi, đấy. Bao bì, bao thu tải. Thu gom rác đây em ạ. Nhưng mà người thu gom rác này là một trong môi giới cũng kiếm của Kiên hơi nhiều ấy. Mình ở đây loanh quanh khu này về đất đai mình cũng tham gia một chút. Đấy thôi nhá. Nói chung là mình có cái nào mình mua được thì mua, không mua thì mình cũng giới thiệu cho anh em bạn bè. Đấy, giới thiệu anh em nhiều lúc cũng giao lưu mà, buôn bán. Anh em ai mà có nhu cầu các tỉnh đất đai và cần mua khu vực quận Cầu Giấy này, khu này mình mua rất nhiều thông tin nhá. Hiện tại các đại gia bán rất nhiều. Đấy, một căn 80 mét đang bán 15 tỷ gần bên cạnh nhà mình. Đấy, trong ngõ anh em nhá, ô tô đỗ cửa thôi, nhưng mà ô tô vào đường vào có đường ra phải lùi. Đấy, đất này 80 mét vuông 15 tỷ anh em ạ. Đấy, còn một căn ô tô tránh ô tô ngõ thông thì ô tô quay đầu thì đang bán hình như bán 13 tỷ 40 mét vuông. À đâu? À ừ, 40 mét vuông. Đắt không? Đấy, nói chung là đất Hà Nội không đơn giản. Còn mặt phố Chùa Hà này kinh khủng khiếp nữa. Mặt phố Chùa Hà hiện tại Hải với giá bao nhiêu anh ơi? Chiếc cúp này 13 triệu. 13 nhá. Triệu. Mặt phố Chùa Hà này với giá hiện tại của khu vực quận Cầu Giấy là mặt phố Chùa Hà năm 2 Chùa Hà này là 300 triệu một mét nhá anh em nhé. Diện tích là của mình là 300 mét đây. Hiện tại đang có mấy Việt kiều Ukraine với Nga, Việt kiều Nga đang báo là hơn 100. Đấy. Đấy nên nó cũng kinh khủng lắm anh em ạ. Thật sự ra thì anh em vừa rồi là Việt kiều Nga với Ukraine sang Việt Nam, về Việt Nam rất nhiều, mua ngoài Hà Nội mua rất nhiều nhá. Vừa rồi mấy em vừa bán mấy căn luôn. 13 triệu. Cho một chiếc xe cúp 8170 màu xanh than nhá, xanh đá nhá. À không, cái này thì nó là Thăng Long rồi, anh em nó Thăng Long này. Ở đây Hà Nội nó là tao lắm tỷ thế em anh
anh Yên Nguyễn chứ không, nói thế mà. Vì nó là họp chủ quốc Hoa Kỳ rồi. Cứ ông nào có tiền ở các tỉnh thì đều về Hà Nội hết. Ông cũng quay một vòng con xe này. Tất cả các lãnh đạo, các anh em, các anh hùng ở các tỉnh đều phải đổ tiền về Hà Nội hết anh em ạ. Đều có con, nếu mà ở ngoài Bắc mình ấy, từ Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra. Nguyễn Đại. Đất không có bán anh em, đất rẻ nhưng không có bán nhé, đất vô cùng đất. Hé ra là bà là có người mua ngay. Chiến Nguyễn 15 tỷ sao phải khổ vậy? Anh em không biết đâu. Con này 8 triệu tư anh em nhá. Nói chung là cái là anh em ở đây chỉ cần xây ở khu quận Cầu Giấy, khu người mình nhá, chỉ xây một cái phòng tầm khoảng 15 mét vuông thôi. Trong đó có vệ sinh, đã cho thuê được 3 triệu một tháng rồi. Anh em nhá. Tất cả là một cái phòng ô chỉ 15 mét vuông đã cho thuê được 3 triệu một tháng rồi anh em ạ. Còn tầm 20 mét vuông, hơn 20 mét vuông tầm 6 7 triệu một tháng. Kể cả tầng bao nhiêu không quan trọng. Nên tại sao là ở Hà Nội thì nó là kinh khủng, nó là tổ mối. Có thang máy tời lên ạ. Tầng bao nhiêu. Đó là tổ mối rồi, có thể anh em ở các nơi không biết, nhưng thật sự ra vừa rồi ở ngoài ở Hà Nội này, các Việt kiều ở các Việt kiều về đầu tư Hà Nội rất nhiều nhá, đầu tư các chung cư mini rồi đầu tư các khu văn phòng rất nhiều. Cứ có đất có ô là đưa lên xếp thép 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 người chui vào. Bắt đầu giờ tan tầm bắt đầu mới tỏa xuống cái tổ mối, mới xuống đường mới tắc đường. Tối lại chui vào tổ mối. 8 triệu tư cái xe này anh em nhá. Đây về cái nhịp độ ở Hà Nội này mình nắm rất là rõ. 15 Hoàn tỷ Nguyên, không mua được tòa này đâu Chiến Nguyễn ạ. Hoàn Nguyên bác tiền đại gia nhưng rất điềm đạm. À không ạ, à, bình thường thôi à. Bán cho mình con 81 tiền ơi, Thanh Trương. Ok anh Thanh Dương ơi, anh liên hệ vào video đang phát trực tiếp cái. Đi xe nó vui mà, đi con xe nó cảm thấy cuộc sống nó cứ chìm người lại. Ai à, có xe ôm. Có anh ơi. Vâng. Anh ơi, anh báo Hòa gọi giúp em nhé. Anh Tuấn giúp em ấy. Anh gọi Grab cho sếp này. Đúng rồi. Anh ơi, anh bấm địa chỉ, anh ấy bấm địa chỉ. Ông ơi. Vẫn không quên nhiệm vụ nha anh em nhé, một chiếc LX3VIE nhé. 3VIE chế điện tử. Ngô Văn Tông. À xong rồi. Vâng, ok. Xong rồi. 1 phút xong. Ô anh Sơn Tây, nhưng mà anh giờ anh về Sơn Tây hay về đâu? Là về. Anh ở tòa án tối cao đây à? Viện kiểm sát hay tòa án? Là tòa án ạ. Long em làm viện kiểm sát đấy. Là viện sát tối cao. Alo. Hả? Một chiếc xe này. Anh đang đi chơi với nhà Kiên. Hoàng Kiên. Đây. Đang ở đấy, đang mua xe, đang chơi nhà Hoàng Kiên ơi. Anh lên sóng không? Ai chào. Ai chào. Ờ, và ông Kiên đây, gặp ông Kiên đây này. Ông Kiên chào. Yeah. Cũng biết anh cũng xem à. Ok. Vâng, em chào anh. Ơi. Ơ. Ôi giời ơi. À chào mấy câu trên đấy à? À tao. À ông anh à? Ờ ông anh để cho bay xi ngon quá, giá hợp lý quá. Ờ con xe ngon mà đời cao. Giá của anh đậm đậm rồi, trông chất chát này đi con bay xi nó điểm đạo. À chưa xe máy à? À đông chưa xe máy. Ừ có gì qua ủng hộ anh nhá. Ok nhá. Ờ anh chào nhá. Ờ à lúc nãy vừa đi qua gì? Vừa qua thì nhìn thấy rồi nhá. Chào đi phi nhanh ầm ầm. Ở đây đang like nhá. Ok cảm ơn nhá. Nào gặp nhau. À vâng, em cảm ơn anh nhá. À, có điện thoại cổ thế, chơi kính cùng điện thoại, toàn chơi hàng ngày xưa. Thôi em một chút quay về một chiếc xe này đi. Chiếc này 3VIE nhá anh em nhá. Đây, anh em xem máy này. Chế điện tử đây nhá, cục máy đây. Đấy. 29E. Đuôi 30, à đuôi 73. 14.500.000 nha anh em nhá. Tuấn ơi, ấy ông đặt cho anh. Rồi, anh cái xe. Ừ, đặt 29E150273 anh ạ. Anh không phải dành cho các chị em nào mệnh hỏa, mệnh thổ nhá. Mệnh mộc, mệnh thủy thôi. Mệnh thủy thôi nhá. Đừng mua vào sau này đi lại nó không thuận lợi, lại bảo xe cộ đi làm ăn nó không thuận.
Bao nhiêu tiền anh nhỉ? 13 triệu 500. 13 triệu 500 14 triệu cho 13. Một chiếc 3 cho đi. 14 hay 13 này. $14,500 anh em ạ. 14,500. Lợi Sơn Hải là lao đeo kính ngay gần đầu Sơn Tây. Đây ngài đang anh em đang đang bận đi bắt xe ôm vừa mua bê xi nhà mình. Tiếp theo con này đi. Xe GP màu xanh GP anh em ạ. Tào Nguyên Vinh nhá. Nam Định 18B204994. Gái sắc hôm nay thời tiết đẹp, cặp đôi hoàn hảo lên sóng phong độ như mới cưới, chúc buổi live thành công bộc phát. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Vinh nhá. Và bác anh Vinh phải nói là một trong những văn thơ đấy. Xanh GP nha anh em nhá, Exciter xanh GP, đình đám anh em của thanh niên đấy. 18 triệu em nhá. Đấy có 18. Exciter 18 triệu nhá, đời 2018 biển 18 ạ. 18 triệu. Rất đẹp luôn. Chiếc này là hàng chất lượng nha anh em nhá. Xe ngon nhá, xe ngon. Pha trong vắt này. Tay đây, nắm đây, đây, đừng chèn con đấy vào cho này đã. Đây một chiếc FI giá rất rẻ anh em nhá. Nó em nó tên nó là Sirius FI. Bản mồm cá ngao nhá. Anh em con này nó mồm cá ngao thì mồm nó hơi to, người nó không cân đối với người. Mồm rất là rộng nhưng mà đuôi vót. Đây trông như kiểu hàng này cá ngao. Trần một Sơn Hải, chào Trần Sơn Hải nhá. Sirius mồm cá ngao nhá, xe này một những phiên bản nó không được đẹp cho mấy phiên bản kia. Đây được cái pha đi nó sáng. Anh em đi đường mẹ pha rộng mặt to như này, đuôi vót là mặt mồm thì to. Đuôi bé. Sáng để nhìn mặt anh cho rõ hơn đấy. Con mồm cá ngao em đến từ Hà Nam. Rất rẻ nha, giá của nó là quá rẻ, giá này biển giá số 90B345592 nha anh em nhé. Màu xám sần nhé. Xám sần tem vàng này nhìn rất nổi này. 2021. 14,500 anh em nhé. Zin Diep bản 2021 mồm cá ngao. Xe bây giờ có 6.000 cây thôi. Sirius con này mới đắt lắm, con này mới nó hai mấy triệu, 2-3 triệu ấy. Chả có tem trả chữ là Sirius mà thịt này. Ai biết là Jupiter này, đây tôi nhìn nó như Jupiter luôn. Đây. 14,500 cho 14,5 triệu bản này phun điện tử FI. Dáng của nó thì nó không thể đẹp bằng cái dáng kia nhưng mà cái nó tiết kiệm nhiên liệu, nó có cốp để mũ. Anh em nó có cốp anh em đi dùng. Thật sự ra con này mới đắt lắm. Đây là chủ xe này. Lót này chống giảm giật này các bạn. Đây. Bộ này là bộ phun điện tử này. Chế phun điện tử tiết kiệm nhiên liệu, con này có lít rưỡi lít 6 trên 100 cây thôi. Đấy. Anh em nó Hà Nam phủ lý đâu mà anh em Hà Nam phủ lý đâu làm con này. Đấy. 6.000 nhá, xe nó cháu nó mới 6 tuổi quá ngon luôn. Đấy. Xem xe à em ơi. Đây. Cô bò này. Rất đẹp. Em đi con LLX460. Con GGX460. Lexus. Xe đẹp quá đúng không? Anh em đèn rất rộng nhá, đèn nó sáng. Tối về anh em đi đường mà bật điện này lên. Ông nào rơi tiền thì đi đường, ông nào rơi tiền nhìn thấy tiền thì dừng xuống nhặt. Rất là dễ. Nói chung ông nào mà riêng có cái gì rơi đường là mình nhặt hết. Anh em, đèn nó được, cái đèn nó sáng. Nhìn kỹ không sót cái gì. Không sót cái gì luôn, lốp mới tinh. Rồi. 14,500. À, xe này xe dòng xe trèo đèo lội suối này, lốp mới tinh. Vẫn lốp vẫn theo xe này anh em nhá, đây quay vào lát này đây. Quay cho nhanh cho anh em nhìn cho nó sướng. Nó nằm ở đâu rồi, lắm chữ thế, mắc xích. Lốp mắc xích đâu mà. Cái này. Tuần thứ 44 năm 2021 này. Tuần thứ 44 năm 2021. Nói chung là dòng xe này nó mới 90 tuổi nó mới ốm được. 9 vạn nó mới ốm được, bây giờ nó cháu nó có 90.000, cháu nó có 4.000 chưa ốm được đâu. Cháu nó còn khỏe lắm, còn lâu mới ốm. Cháu nó có 4 tuổi chưa ốm ra được. Trần Cường xe đẹp quá. Xem lại con Exciter Nguyễn Hiển.
Đức bê mâm bê mất rồi nhá anh em, đây đây khung này bê bê trắng. Exciter trước đấy hàng chất lượng nhá. Nếu mà có nhu cầu về Exciter thì cứ mua con đấy đi ạ. Đấy, tên em là Đức bê mâm, anh em trên đấy cứ hương hoa thôi, các cụ một tuần hương là anh em nó một tuần là nó bê đi ngay. Đấy các cụ tranh thủ hưởng thì thế nào đi hưởng. Một vòng đi. Một vòng chiếc NVX125 nhá. NVX125 biển số 61K1-12449. Thế em muốn đen. Xem lại không xem được đâu, một vòng thôi. Tên em là Đức bê mâm. 21 triệu em nhá. Màu đỏ đen 125 nhá. 125. 21 triệu cho một chiếc 125 này. Xe đẹp không? Cỏ yên này, ghế lái này. Ghế lái này. Ngồi thoải mái luôn. Đấy. Đấy. Yên này. Bà yên. Thế anh em cứ xem nào, có thể mình xem lại video mình xem lại. Anh em vào sau mình có thể xem lại xem các bạn ấy gửi ảnh các bạn nhé. Mình tả rất là kỹ, có cái gì nó kém mình báo luôn là kém để anh em đỡ mất thời gian, bởi vì bên mình làm mình ship cả nước mà. Mình bán hàng mình ship cả nước. Nên đảm bảo về tính pháp lý, đảm bảo về chất lượng xe. Như con này là anh em đi thoải mái đi 5 6 năm, phá không hỏng đâu mà. Anh em phượt mùa này mùa Tây Bắc đi, anh em đi phượt đi các nơi. Xe này em nó từ trong miền Nam ra nhá. Đấy, trong miền Nam ra, vì là các khách nước ngoài đi từ trong miền Nam mua xe trong miền Nam ra ngoài Hà Nội này, bán ngoài Hà Nội này là bay luôn. Bởi vì các rất nhiều khách nước ngoài muốn mua chiếc xe đi có cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đấy. Là Phong Nha Kẻ Bàng rồi các địa danh lịch sử, hoặc là đường mòn Hồ Chí Minh hoặc các hang động. Đấy. Anh em du lịch một vòng không ra đây bán xe là bay. Đấy. Đấy cái quy trình như thế. Gọi là đảo Cát Bà đấy, đường các con đường ven biển rất là đẹp. Một chiếc đấy. Vision màu trắng tinh khôi nhá. Chiếc này là 2020 thì phải anh kiểm tra hộ em. Vision 2020 biển số Hà Nội nhá, 29L5-46454. Người nước ngoài sang Việt Nam chỉ thích đi xe máy nhá, ô tô ta không thích đâu. Sang đây chỉ thích đi xe máy thôi, bởi vì nó gần gũi với thiên nhiên. Đấy. Nguyễn Minh Dương ơi, CX vừa like là 14 triệu 500 nhá. Nguyễn Minh Dương nhá. 2021 đấy, mới đi 6.000 cây, còn này quá ngon luôn. Vision là một trong thuộc rượu Nhật bán người nhớ. Vision màu trắng nha anh em nhá, dành cho anh em mệnh kim. 2021 anh em nhá, em giảm 1 triệu cho anh con này đi. 8 triệu rưỡi đi em ơi. 28 triệu 500 em nhá. Giảm triệu rưỡi. Lát chị gọi lại nhá, chị đang like nhá. Mày giảm triệu rưỡi, ông nào nâng giá cao quá không bán đâu. Giảm đi còn 1 triệu rưỡi. Không bán nổi, bán 30 triệu con này ai ra mua. Giảm 1 triệu rưỡi anh. 28 rưỡi. Xe này nó đã nói là rượu Nhạt bán người nhỡ là chắc anh em dòng này nó vừa giữ giá rồi. Anh em mua vài ớt mới mua vài ớt với nhà mùa rộng mỏng lắm để mà nói mọi bà rẻ được bao nhiêu, rẻ mỗi tiền đăng ký đấy em nói thật. Những dòng morning với vài ớt nó luôn luôn nó giữ giá khổ, nó giữ những dòng Thịnh Hành giữ giá lắm đấy, nó rất giữ giá, nó hay cái thế. Nên này sau này nó nhích mép phát là dễ bán, thì gần mình nhích mép mình cần bán phát sao lại thích bán lại. Thế để tôi con này thì tôi đang nhà đang thiếu xe đấy, nhưng ông mà mẹ mày cần bán rồi ơi, con này mày bán mẹ con này bán ai mua thì chết rồi. LLM bao nhiêu bác? 28 triệu 500 đúng không anh? Đúng rồi. Vision 28 triệu 500 nhá. LLM bản là khóa thông minh nhá, xe này màu trắng bạch công tử rất là đẹp, lốp lác còn zin theo xe 2021 anh em nhá, lốp lác còn dày. Thì chiếc xe này đi nó như xe click ấy, bao nhiêu năm nó không hỏng đâu. Đây tuần thứ 42 năm 2022 này, 2022 luôn chứ không phải 2021. 22. Đây nhá, chìa khóa còn hai điều khiển luôn này. Hai bộ điều khiển. 28 triệu 500 anh em nhé. 28 triệu rưỡi. Đây những chiếc xe 2014-2015 này vẫn bền. Dòng Honda nó bền lắm, nói chung là. Lít con này là con gà mái, màu lông gà con. Tên em nó là gà mái đấy. Một chiếc xe dành cho các chị em gọi là cả thế giới trong cốp của bạn.
Lít 125 màu vàng kem nhé anh em nhé. Biển số 29B162554. Ừ. 29B162554 ạ. 21 triệu nhá, đăng ký tháng 10/2015. Chính chủ viết giấy bán. 21 triệu. Yên áo đẹp nhá anh em nhé. Vỏ yên lái này. Vỏ yên. Ghế lái còn dày này, anh em nhìn vỏ yên dị xịn này, nhìn này, nó còn không người ngồi. Căng bóng nhá. Chủ xe này không cô bé. Không có nếp nhăn đâu ạ. Ghế lái vẫn zin nó đấy, căng nét. Cô bé này người nhỏ này, mà mặt trên tay nắm này còn dính nhá. Tay nắm chưa vấn đề gì. Các nút công tác này vẫn còn mới nhá. Xem ạ. Quá đẹp luôn. Máy vẫn ổn đấy, thì thầm mùa xuân đấy. Càng chạy càng êm. Mẹ riêng giống này nó càng chạy càng êm. Xe này máy chất. Xe luôn đi đấy. Gia đình anh em có hơn 20 mua con này thì quá ngon luôn. 21 triệu cho một chiếc lít 2015 nha anh em nhé. Đấy. Lốp lắp mới. Màu lông gà con, xe này màu là một trong xe lít màu đẹp nhất của dòng xe lít. Tháng đẹp nhất mà màu này màu trung tính. Có nghĩa là kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể sử dụng được. Chứ nó không kén. Với cái dòng lít thì màu này nó là màu đẹp nhất. Ông quay cái cục máy mở yên. Cái lâu lốc máy ông quay cả lốc máy. Yeah. Đây. Đấy, một đôi gương. Đấy, toàn bộ cái này của mình cứ để nó xôm xôm, nó hơi bẩn bẩn, nó chạy đó. Anh em nhiều lúc cũng chẳng cần tẩy rửa đâu, không cần phải tẩy lắm đâu. Đây một vòng này. Chỉ cần sạch sẽ là đây, được. Đây em nhìn lốc máy, cái lốc lắp này, anh em nhìn cái lắp của mình nó nguyên bản nó chỉ thế thôi. Nhiều anh em bảo tẩy cho mới tinh nên là chết. Đây. Tẩy mới là nghe vẻ là về mua vui nhưng mà nó thật sự là về nó thâm hết. Cái cưới này anh em về cứ lấy chổi lông nhá, hoặc bàn chải mình phẩy ra. Nó lúc nào nó sáng mà mình rửa cái nước sạch nhá. Mình rửa nước máy ấy, hoặc nước sông ấy. Đừng rửa nước giếng khoan. Càng rửa nó càng đẹp, hay lôi lấy khăn mặt lôi lên nó rất mới. Bây giờ của mình nó mộc. Anh em đây lốc máy zin ấy. Anh em lưu ý là các cái củ lắp này là hạn chế cho axit vào nhá. Axit về sau nó thâm đen xì trong buồn người lắm, nói chung là. Sau nó mốc mốc cái gì cả, nó mọc cái nấm ấy. Nó mốc 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 xùi trắng ấy. Nên nhiều anh em là hết sức để ý lưu ý. Mình bán hàng thì mình kinh nghiệm lâu lâu năm rồi. Bảo quản mới là quan trọng. Quan trọng nó bền, nhưng còn tất cả những con xe nào mà để còn mãi cái thời gian hầu như những chiếc xe đấy là không qua axit. Axit vào là hỏng hết tất cả cái gì mà liên quan đến axit. Nước mưa nó còn gì hết. Đừng để cho dính axit vào anh em ạ. Lâu ngày nó bị. Đấy, cái nước mưa nó là loãng như thế mà nó gì hết cả sắt. Xui gì. Nên là ông cho cái chất tẩy toilet nó đủng là hỏng hết. Bay hết cả mạng. Rồi, tiếp theo đây một chiếc SH Nam 125 2022 nha anh em nhé. Anh em không một tí axit nào luôn, không một tí mà chất tẩy rửa luôn. Đây em. Mà lại mình đỡ phải làm, nói thôi làm mẹ tẩy rửa chất nhọc của mẹ, cứ để bố đi, nó xấu luôn. Nồi nào úp vung đấy. Gái đẹp thì lấy chồng này ra, còn gái xấu thì lấy chồng xấu. Anh em cứ nâng nó tuổi. Nó không phải xấu đâu anh em ạ, mà đấy. Nó đẹp là đẹp bền vững nhá. Đây em nhìn này, đấy của mình không tẩy nào đây anh em nhá, vẫn cấu bẩn này nhá. Kệ nó chứ. Nhiều anh em thích đẹp đẹp làm cái gì? Bởi vì cái lớp mạ nó rất là quan trọng, anh em cho axit rồi làm gì còn nữa. Hey, Nguyễn Đại này comment rất chuẩn này. Hết lớp mạ chuyển sang oxy hóa chuẩn đấy. Nó gì hết mà. Thế tại sao đây anh em, nói thật là xe mà nó qua tay thợ nhá. Nói thôi xe qua tay thợ mà không nào dọn kỹ. Càng dọn càng vứt đi. Chào mẹ dọn vừa. Dọn kỹ nhiều ông tháo bung hết cả yếm ra, bung hết cả nhựa ra xong rồi là tẩy. Gầm bẹ nó tẩy làm cái gì? Nên lắp vào vừa là hại vấu nhá, mà đương nhiên nó đẹp ban đầu đi trong này về. Cái xe đấy nó sẽ xem một con xe đã bị phẫu thuật thẩm mỹ như con gái. Chất mộc vẫn đẹp. Phẫu thuật thẩm mỹ sau này già nó nhăn như táo tổ xấu. Xe mai xe nó thế thôi. Tẩy rửa nó bong hết cái lớp mạ, lớp bảo vệ bên ngoài thì nó vào. 74 triệu con này nhá, 2022 anh em nhá. Càng dùng càng mới anh em ạ, càng dùng cẩn thận càng đẹp, anh em càng lau càng đẹp. Xe mộc ông quay con mặt này, nhìn nó đẹp. Một chiếc xe nó đúng chính chủ đi luôn. Yên này. Ông từ từ ông xoay nhé. Đây ông ơi, ông xoay hết này. Ghế lái. 2022 này. Mới tinh. Đấy, yên. Đây, chìa khóa này. Đấy em ạ, những sản phẩm tại sao mình không thể nói về uy tín thương hiệu mà ông dọn lắm nên nó nát cái xe này. Vậy thì đôi tay nắm này, đôi này chưa sơn lại nhá. Thường thường cái này nó rất hay bị sơn lại, cái này chưa bị sơn lại vì xe mới. Đây. Đơn giản như chiếc xe này anh em nhìn béo. Cái lớp mạ của mình này. Nó cái gì này, kệ nó bẩn này, ông quay con gần mà. Anh em nhìn này. Lớp mạ nha, chỗ này nó ghẻ thì mình chấm như nhũ mà. Chấm mấy hạt là không bắn nhá. Nhiều anh em tuốt trong mài xong bắn lại mới tinh không. Đây để chỉ chấm những cái hạt chỗ nào nó sẩn sần cho chấm. Đây, lớp mạ.
nguyên nguyên vẹn của nó. Đấy là cách phục chế buôn bán mà nó vững bền nhất. Gọi là cái đấy anh em gọi là có tâm với nghề đấy anh em ạ. Xe của mình về phải đẹp 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 lên, nó phải là vững bền với thời gian. Cái kinh doanh quan trọng là có tâm với nghề ở chỗ đấy. Chiếc này là Dream béo 110 nhá anh. Biển số 29127072. 11.500 anh em nhá, 2013. À đâu? 11.500. Ừ, 2013. Đúng rồi. Dream béo 2013 nhá, 11.500 nhá anh em nhá. Đây em đôi tay nắm ở đây nhá, mình hầu như cũ để nguyên bản đấy. Đây chắc đôi dao máy này là có bị tỉa rồi nhá, có thể là nó bị rôm hay nó xước hay nó tròn nhá. Thì mình tỉa, không cái đấy phải chấp nhận thôi. Nhưng toàn bộ chất tẩy đây anh em nhìn đây. Trong nghe một thấy nhá, mình không tẩy thế nào, nhìn đồ nó rất bình thường thôi. Đấy nhưng đây mới là đồ thật của nó. Cục máy này. Đấy, rất nguyên. Bên mình nói không với sắt chất xịt thơm ảnh hưởng đến môi trường. Đúng rồi Nguyễn Đại ạ, sử dụng đúng quy trình thì mình bảo vệ, mình bảo quản được cái tài sản của mình thì bán nó cũng sẽ có giá trị hơn nhé. Bởi vì sau này vấn đề là khách hàng mình sau này về dùng nó bị thâm. Bởi vì nó riêng cái loại mà acid, cái chất tẩy toilet nhé, xong nó khô mấy nữa nó sùi ấy, nó mốc trắng ấy. Mà nó mốc trắng nhìn nó ghê lắm. Xong thời gian nó thâm mẹ. Sau này khi nào mình không dùng nữa mình chuyển nhượng thì nó cũng sẽ bị mất giá trị đi nhá. Nó không đấy, còn vấn đề giá là trị sau như này cái lúc mình bảo quản những xe ô tô nghe thôi. Nên nhiều anh em Nguyễn Vương nghe sếp nói khoái đúng ạ. Ê anh em buôn ô tô đấy thôi cứ để mộc á. Có cái cục lốc máy bụi bặm kê mẹ nó bụi bán. Đâu lãi rồi bán. Nhiều ông cho ra kỳ cọ sạch. Mẹ xong rồi mới tinh khách về đi thời gian mẹ cái lốc cái riêng cái lốc xe hơi cái lốc máy xe hơi thâm hết. Nhìn con áo nó sáng choang mẹ đi được mấy tháng sau, năm sau mẹ cũng nhìn như mặt giặc. Hoàng Kiên nói quá đúng anh Thanh Sơn Nguyễn đúng ạ. Kể cả đây anh em buôn ô tô, mình buôn ô tô ngày xưa nhá, mình không thèm tẩy. Đã có để nguyên bán, đã bán ầm ầm không có vấn đề đâu. Đã mua 500 bán 510 triệu. Mua 510 triệu bán 520 triệu, bán 530 triệu. Ông nào được lãi tôi bán, được thôi. Vario cực đánh mới có ra không kia đúng thì đánh Gana được nha, đánh Gana không sao đâu. Nên đánh Gana thì đánh sơn đấy, đừng đánh sần nha, đánh sần nó mốc ấy. Đánh sơn đấy đừng đánh sần, nhưng nhựa sần là không đánh Gana đâu nhá. Anh em nhớ lưu ý dán à. Đánh Gana lốc xe gym Thái đừng có đánh nhá, đánh vào vứt xe đi luôn. Nên thì tôi cũng hạn chế nha, tương tất chảy tẩy. Đấy hạn chế đánh. Đức Vương nhìn như táo tàu đúng không ạ? Đây là một chiếc xe Vario 2023 màu xanh tím. Anh em cẩn thận cái dòng xe máy đây, anh em cứ một năm xe mới là cứ một năm dán đi lông lại một lần, hai năm dán đi lông lại một lần mất mấy mấy trăm, rất đẹp. Mình dán đi lông mình dán phần sơn này thôi nhá, phần đen này không phải dán đâu ạ. Sơn những chỗ hay cầm nắm nên dán thêm tí cậy ra xong. Đây con Vario đẹp nhỉ, con này mới ui nó mới thế nhỉ, ông quay này ui nó có lốc máy này. Màu này đấy, là màu đang hot đấy anh em nhé. Lốc máy, đi khổ, bối lốp này. Màu nhìn yêu thế. Mẹ màu. Như cái bụng với con bụng với con đom đóm. Con cá nhỉ, con bóng bóng con cá. Biển số 29Z181075. Và điều đẹp. 1/25/12/2023. Chìa khóa mua là 41 triệu. 40.500.000. Cậu em 2.500.000 nhá. Đây, khóa bọc da bảo vệ nhá. À mua 40.500.000 cậu em 2.500.000. 40.500.000. 40.500.000 cộng 2.500.000. 43 triệu nhá, 43 triệu nhá, xe 8/12/2023, xe dành cho anh em mua xe mới. Xe vừa mới ra lò, đi vào cây. Bản 2023 này. Xe này mình giá thấy nó rẻ quá, nó bằng con iBlade. 603 cây. Vario. Dáng cổ nha, cái dáng ngày xưa rất đẹp nha, cái dáng quay về cái huyền thoại của dáng cổ. Nhìn nó thấy Vario. Nhập khẩu Thái Lan nhé, xe nhập khẩu Thái Lan. À con này Việt Nam chứ không phải nhập khẩu Thái Lan. Chữ Việt, con này lắp ráp Việt Nam.
À, có bọn này nhập khẩu Thái Lan hết chứ. Bọn này nhập khẩu Thái hết. Nhập khẩu Thái hết. Thôi em ơi, một hai con nữa nghỉ thôi. Đây còn một em Vario bản xi măng nữa nha anh em nhé. Biển số 29V772633. 47 triệu anh em nhé. 150 tháng 12 2023. Xe vừa mua xong nhé. Tết nhất anh em giờ bán đấy. 253 253 cây. Xe dành cho anh em chơi Tết nhá. Dành cho anh em chơi Tết. Đầy đủ này. Biển đẹp nhá, biển các thứ rất đẹp, không có lỗi lủng đâu. 160 bản này 160. Đây chữ 160 này, anh thấy chữ 160 này. Đấy, xe này xe mới, anh em mua xe mới nhá. Vario nhập khẩu Thái Lan. Ai đã từng dùng cái dòng này thì thật sự nó miệng luôn này, gương chưa lắp lần nào đây. Xe mới này chủ xe đăng ký thứ vào 60 triệu ấy. Có xe chơi luôn. 253 cây thì đừng hỏi vì sao. Thôi nhá, thôi nhá. Khóa còn cả đôi nha anh em nhá. 160/2023 bản xi măng. Biển Hà Nội 29V172633. 26 nhỉ, chú kia nó có 16 này. Đây chạy 253 km. Đây, cái mặt pha nó khác này. Cái mặt này thì nhìn nó hơi to hơn cái mặt kia tí. Nó hơi to. Nó không cân với cái đầu thì nhỉ, cái kia thì nó khẳng khiu, mỗi cái nó nét đẹp riêng. Đây là tùy theo sở thích, con này một con này CBS nhỉ. Con này C à, con này ABS này. Đây, A đây ông quay. Có ABS này. Đấy. 253 cây. Một chiếc màu xanh ngọc. SH1 màu xanh ngọc nha anh em nhé. 2016 màu xanh ngọc. Em nó đến từ Bắc Giang nhá, biển 98B275545. 34.500 nhá, 2016. Mai Thị Vân Anh. Ông quay đi ông ơi. À. Anh xem xe cũ à? Thỉnh thoảng có xem em kia. Thỉnh thoảng có điện thoại có thấy em trên này không? Có. Có đấy. À, lên chương trình VTV3. Em đang lái, anh có thể chào các anh trên này. Anh tên gì ấy? Em tên là Dông. Ở đâu? Hòa Bình. Hòa Bình. Anh em bảo Hòa Bình lên thăm em đấy. Nhưng mà lấy anh Dậu lấy xe khoảng một tổng khoảng bao nhiêu? Ui ui đúng không? Anh Tuấn ơi, xem có nào tầm 8-9 triệu cho anh? Có 4 xe rồi. 8-9 triệu thì... Tham là cái gì? Tham là cứ thích tham. Anh cứ đến với em là anh xem có nào. Nhiều cho anh con. Chết rồi. Không cứ cố mua nhá. Năm hết Tết đến. Ok, cảm ơn anh nhá. Có gì thì ủng hộ em nhá. Anh Tuấn có gì thì chăm sóc em nhá. Anh chào các anh trên này đi. Vâng, em chào. Rồi, có thể quay vào đây. Đấy. Các anh em tiết ở Hòa Bình lên với em Kiên đấy, nó quý rồi đấy anh em. Đây nó rất nhiều xe. S21 2016 biển 98 màu xanh ngọc nhá. Anh nhà gạch các bạn vào phòng kiếm một chấm đen nữa thì nghỉ. Ok, chấm đen thì nhiều lắm. Ui, Tết nhất thì đây chấm đen, ăn không hết. Nhiều khúc lắm. Đấy anh em mà buôn bán thật tà lá ma quỷ quái. Cứ ăn làm ăn đàng hoàng tiết kiệm. Yên chí trước sau rồi. Có cái gì đâu. Cứ làm ăn mẹ tiết kiệm, mẹ tu trí, yên trí, mẹ trước sóng rồi. Mẹ chỉ mỗi mẹ, anh em tình trạng tối tối nặng con lô mới sợ chứ mẹ, bình thường. Cứ mẹ tu trí tiết kiệm là yên trí là trước sóng có tiền. Con này sợ. Rồi rồi. Xanh ngọc. Rất ít xăng. Cố nổ cho anh hết xăng. Này sao nó lại... Để xăng còn ít quá anh em ạ. Nó nằm ở bên nào nhỉ? Có bàn tay Đức nó khác. Hay rồi đấy.
báo giá chưa nhỉ? Anh báo 34.500 rồi ạ. Ừ. Đúng rồi, 34.500. Màu xanh ngọc nhá. 98B27545 nhá, màu xanh ngọc 2016. Ông có quay lại cho con cái mặt này nhìn rất đẹp, nhìn cái mặt. Toàn bộ cái mặt trên, cái mặt bàn gọi là bàn thờ. Các nút công tắc này, tay nắm vẫn zin. Rất đẹp. Yên này, ghế lái này, vỏ yên vẫn zin. Xanh ngọc. Ông ơi, SH. Này, ông quay cho con cái lốc này mà mặt bên này. Trắng 2019. Anh em nhìn cái nút màu này. Đen thì còn 2019. Cái ốc này. Không gom lại mà không này rất bẩn cáu bẩn, anh em nhìn cáu con bẩn nhé. Cái này anh em phải lấy chổi lông và cái zip đánh răng ấy cho xà phòng Omo và phải phát là mới tinh ngay, có gì đâu. Con này đẹp nhỉ, con này không lốp cũng còn không? Chắc là mất rồi sao còn, mà con xe này còn lốp này thì đẹp quá nhỉ. Xe chất lượng thế. Vẫn còn lốp này anh em này. Anh sẽ tuần thứ 12/2016 này. Nhìn cái xe này, nhìn cái lốp nó ấy. Anh em như đôi giày đôi dép mình đi ấy, mình có thấy mòn đâu. Đây. Lốp vẫn zin đấy. Từ năm 2016. Anh em xem con Uy. Máy nổ thế nó êm thế. Anh ơi sang nhà xem một em. Đây phải tắt đi nhá, bật lại này. Xong rồi nó tự động nó chạy ra, xong một lúc đừng vội, mình vội là không thua. Đấy. Đấy. Anh cứ ai à. Mày. Xem like của anh Kiên. Ok, bắt tay ngoài cái nào. Ơi. Bêu bêu. Bêu 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 bêu. Đang bêu. Đang bêu. Làm trai sờ sờ tinh đi. Xem like của anh hôm em xem có rồi. 29 đấy. Rồi. xong chốt xong cọc phát em quả. Vâng, thì làm trai la vi vào nhà có nước trên nước chè nước nụ vốn. Đang uống kìa. Hôm nay lên bán mùa đăng ký rồi. Trên đá quý Lục Yên. Mình ở đâu ấy? Em Yên Bái. Yên Bái à? Quê đất ngọc. Nào nhưng mà mình làm ở trên đấy có xuống Hà Nội có mình làm đấy nội không? Có gì anh em rồi ủng hộ nhau. Em vào live hôm nọ em xem con biển 29 biển xe Honda Segway. Cọc mẹ phát xong. Bắn cho 500.000 rồi mẹ. Anh thích con này. Chuyển khoản được không? Được anh. Không, chuyển xe. Sang tên. Sang thì thoải mái, sang có gì không sang được. Đây không sang được thì không sang được. Tất cả xe nhà mình đều thủ tục pháp lý đều sang được hết. Thôi. Không kệ, nói đây rồi. Sang tên thì anh em có nhu cầu thì đưa chứng minh thư đây là làm rút hồ sơ sang tên thôi. Cũng không lâu đâu mà. Cũng không lâu đâu anh ạ. Bằng chuyển biển về Yên Bái. Chuyển về Yên Bái. Đấy. Anh em thích thì chuyển biển. Mà anh em không thích thì đóng dấu công ty đi lại thoải mái. Thì công ty là mình vẫn dùng cái biển đấy. Cứ đi thoải mái. Không ai bắt. Còn nếu mình có nhu cầu muốn sang tên chính chủ thì sang. Con đây không có nhầm hôm anh đưa ra lên là 10 triệu. 10 triệu để mút luôn đi. Em lấy tầm khoảng trên 10 triệu phí. Lấy 10 trên 10. Em xem rồi. Ok nhá, anh đang live. Ở quê cái gì anh em. Mai kia em ơi sang. Nhá, có gì ủng hộ. 2-3 hôi em sang. Nhá. Yên Bái. Người con Yên Bái đất ngọc. Xe ngon lắm này, con xe đi mẹ 10 năm hỏng. Bền lắm, tốt. Xe ngon thật. Và lúc đẹp nhất, em nó xinh nhất thì anh em bỏ nó ra đi. Đây. Ai đã dùng cái dòng này thì xác định nó không hỏng đâu, chẳng qua thích đổi mốt thôi, không hỏng đâu. Tiếp theo. Chơi SH mốt 2015 màu đen đi em nhé. Còn em này thì em đến từ Cầu Giấy. 29B127918. 29.500 nhá, 2013. Cũng đẹp này, cho ông quay nhìn lốc máy cái lốc này. Không sang này nhìn rất thật, chất. Đấy. Lốp còn gì nữa. Thay à, lốp thay à. Máy vẫn nổ đấy nhá. Riêng cái tắm cái SH1 ở máy nó mẹ tốt thế. SH1 nó bền lắm. Hoàn Nguyễn cho Đức lại xếp. Cái này màu đen biển Hà Nội như em nhá. Đức này chỉ bê mâm thôi, Đức không lại đâu, Đức nói ở bọng không nói đâu. Đôi khi anh em ạ, cái ngoại giao nó là không quan trọng. Sư nhận để cho em con xem con SH xanh ngọc. Để cho xem. Ê là xanh ngọc đây này, Đức bê mâm chuẩn bị tắt đi mất rồi này. Con này 29.500, mẹ con này là xanh ngọc đẹp lắm đấy, con này là hát. Nhìn biết là đẹp, nhìn ngồi, pha trong mắt. Xe đảm bảo chất lượng. Anh em đi 10 năm không hỏng.
lốp còn zin đét còn mới tinh. Xe chất nhá, con này 29,5 này, biển Hà Nội nhá, rẻ hơn. Điển về Bắc Giang đắt hơn. Đấy. Mà ngại lên anh vì xa. Ok nào anh em rảnh rảnh cứ ra chơi. Đợt em lúc nào anh em lúc nào cũng đón Dương nhá, rất nhiều riêng đợt em. Lúc nào cũng tha thiết muốn mua. Bởi vì cái dung lượng thị trường tương đối lớn, riêng đợt em bây giờ thực sự ra rất nhiều anh em yêu mến hết rồi. Biển đen, biển đen. 2021 nha anh em nhé. Biển đen. 29X195653. Ừ. Đuôi sinh tài nhá. 50 triệu 2021. 125 CBS SHM. Màu đỏ đen nha anh em. À màu đỏ đen CBS 125. Dành cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ. Đấy rất là đẹp. Không được phép chê. Xe không được phép chê luôn. Những cái dòng xe này. Hẹn gặp Phúc Hưng nhá. Ừ. Rồi ok. Bền lắm, nói chung là dòng này nó bền lắm, kể cả những con SH đấy, 2012-2013 bền. Vô tư đự. Em đi bay 8-10 năm. Xe Việt Nam mình nói rồi, xe Việt Nam bây giờ là một trong xe gọi là tốt nhất thế giới mất rồi. Các bạn nước ngoài sang Việt Nam mình thích lắm. Nhìn những xe máy các bạn thích lắm, đặc biệt các bạn chừng người châu Âu ấy. Ô tô kể các dòng limousine, các dòng LX570 không thích đâu. Người châu Âu người ta không thích xe ô tô mấy đâu. Người ta không ấy đâu, người ta nhìn sang Việt Nam người ta thích xe máy lắm. Không vòng. Sang Việt Nam người ta đi xe máy người ta thích lắm. Bởi vì nó gần gũi với thiên nhiên. Thôi nha, muộn rồi nhá. Tại còn thế này nữa. Ngày xưa biển đen anh bảo ngày xưa hết trăm hòm cáng thóc mới mua được. Chịu ai mà nói chung này. Có quay thái nha, có Phúc Nguyên là có quay thái nha, in ít bụng cái. Kim là đi màu vàng, màu trắng nhá. Anh gạch cho lát Hoàng Phong, anh bảo là cứ làm ăn đàng hoàng, tự chấm đen chui vào đúng không ạ? Nói chung là cứ làm ăn đàng hoàng anh em ạ. Các cụ bảo thật thà là ma quỷ quái. Kinh doanh ngành nghề gì thôi, cứ thật thà với khách hàng. Một vòng, đẹp con này cũng được. Con này lốp, con này lốp thay rồi. Rồi một này. Anh em nhìn cái lớp mạ nó rất bình thường anh em, nó không sang. Nhưng mà nó lại cứ chìm. Mẹ lớp này nó mới giữ vững bền. Chứ anh em hạn chế, mẹ cái ô tô anh em hạn chế tẩy rửa. Mẹ tôi sợ các ông tẩy rửa lắm. Đã cứ acid ông vào ông phàng mẹ thật sự. Gầu cứ tính như lợi nhuận gầu mới dã acid vào xe mẹ sợ vô cùng. Đấy nhìn rất mộc mạc thôi nhưng mà nó thật sự đó là chất lượng. Đấy, anh em đừng có cần đẹp đẹp là vứt đi đấy. Biển số 29X1 57766. Gái đẹp là toàn qua phẫu thuật thôi. 39 triệu nha, 2017. Đấy xe nó cứ phải bần này nó nhìn nó mới thật, nó chìm. Đấy gái đẹp thì chỉ qua phẫu thuật thôi. Đây mặt trên này. Đấy, tiếng nổ anh em ngả nghe nghe. Không một tiếng gì luôn, khóa smart key. Nguyễn Đức Học, con này giá sao em ơi? 39 triệu anh ơi, 2017 nhá. Đây gái này, trước đây nếu mà năm ngoái nó là anh em tranh nhau mua 46, bán 46 triệu. Bây giờ đã được rẻ rồi. Bền lắm, nói chung là bền lắm. Bền. Xanh ngọc bền lắm, chắc là muộn rồi nhỉ. Anh em trả lời một số người đây xong là tiếp tục. Đúng rồi, khách nước ngoài mua nhiều mà vì riêng xe họ cũng tìm hiểu trước nhá, và cũng trọng chữ tín, người nào bách cho người kia thì riêng mình. Khách nước ngoài thì hầu như bay cái tỷ lệ bay từ nước ngoài bay về sân bay Nội Bài về nhà mình mua xe để đi. Các bạn nào mà công tác và làm việc tại Việt Nam lâu ngày mua rất nhiều nhé. Bởi vì các bạn Tây nước ngoài các bạn có một cái trang chuyên giới thiệu cái trang mà là đến về Việt Nam dùng những cái gì ấy. Các bạn nếu mà ở đây các bạn sẽ giới thiệu ở trên mạng ấy. Tất cả các bạn ấy, người nước ngoài họ nghiên cứu rất kỹ. Nên thì được cái là mình đáp ứng đủ các cái nhu cầu. Gồm đó là có phiên dịch, các bạn hợp bạn phiên dịch. Bạn ấy biết nói được tiếng Anh hơn cả tiếng mẹ đẻ. Với nhà mình các cái đội ngũ dàn rất tốt. Với xe nhà mình bản thân xe cũng tốt. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, các ai có nhu cầu thì liên hệ vào video đang phát trực tiếp. Ở nhà mình vẫn còn rất nhiều xe chứ không có, chắc từ nay mình sẽ live một buổi sáng và một buổi chiều để cho anh em phục vụ Tết.
Cảm ơn mọi người nhé. Số tài khoản là 10 nhà 6252 và 818 nhé. Số tài khoản chuyên đặt cọc, anh em đừng có cọc vào số tài khoản khác. 6252 và 818 62. Có một số điện số tài khoản nhận cọc duy nhất là 6252 818. Số tài khoản 62 chùa Hà và 52 chùa Hà này, 818. Số tài khoản doanh nhân ấy mang tên mình. Cảm ơn anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.